Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 10, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng nước này Antony Blinken nhận định Israel vẫn chưa thực hiện đủ các bước để đưa thêm viện trợ nhân đạo vào Gaza và ông đã yêu cầu nước này nỗ lực cải thiện tình hình. Theo quan chức đề nghị giấu tên, nhận định trên được đưa ra tại cuộc thảo luận kéo dài về tình hình nhân đạo ở Gaza giữa Ngoại trưởng Mỹ và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng nhiều quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà. Cuộc gặp diễn ra ở Tel Aviv khi nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đang có chuyến công du kéo dài một tuần tới Trung Đông. Ngoại trưởng Blinken cho rằng những bước đi mà Israel đã thực hiện cho đến nay vẫn chưa đủ và Mỹ đã nói rõ rằng nước này cần thấy nhiều hơn nữa những động thái thiện chí của Tel Aviv. Một bản thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về cuộc gặp trên nêu rõ, hai bên đã thảo luận nhu cầu viện trợ nhân đạo nhiều hơn để gia tăng cơ hội cho dân thường ở Gaza tiếp cận được. Hai bên cũng thảo luận các bước cụ thể khác trong tương lai, trong đó có việc thiết lập các cấu trúc hậu chiến tại Gaza. Tuy nhiên, nội dung này không được phía Israel đề cập đến. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, lượng viện trợ vào Gaza đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm qua. Ngoài ra, Liên Hợp Quốc cho biết Israel đã từ chối và cản trở hàng chục nỗ lực trong tháng này để cung cấp viện trợ, đặc biệt là cho phía Bắc Gaza. Hơn 2 tuần trước, Israel đã bắt đầu một cuộc tấn công quân sự rộng khắp ở phía Bắc Gaza, đặc biệt là bên trong Jabalia, trại tị nạn lớn nhất trong 8 trại tị nạn ở giải đất hẹp ven địa trung hải này, nhằm vào các mục tiêu mà Tel Aviv cho là liên quan đến phong trào Hồi giáo Hamas. Người dân cho biết lực lượng Israel đã bao vây các bệnh viện, trường học và các nơi trú ẩn tạm bợ, đồng thời ra lệnh cho người dân rời xuống phía nam. Theo số liệu cập nhật vào ngày 22 tháng 10 của cơ quan y tế tại giải Gaza, khoảng 43.000 người Palestine đã thiệt mạng, và hầu hết trong số 2,3 triệu cư dân tại vùng lãnh thổ này đã phải di rời kể từ khi xung đột nổ ra giữa Hamas với Israel. Bên phía Israel, số người thiệt mạng là 1.200 người và khoảng 250 người bị Hamas bắt giữ. Trong phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Tajani nêu rõ Italy sẽ phân bổ viện trợ nhân đạo khẩn cấp 10 triệu euro cho người dân Liban, 10 triệu euro cho Gaza và hỗ trợ 5 triệu euro cho kế hoạch của chính phủ đoàn kết dân tộc Palestine PNA lâm thời nhằm tái thiết Gaza. Ngoại trưởng Tajani còn kêu gọi tổ chức một hội nghị về tái thiết Gaza, Liban và những khu vực phía bắc Israel bị ảnh hưởng. Cũng trong ngày 22 tháng 10, Bộ trưởng phụ trách ứng phó khủng hoảng của Liban, Nasser Yassin cho biết nước này cần 250 triệu đô la Mỹ mỗi tháng để trang trải các dịch vụ, thực phẩm, nước, vệ sinh và giáo dục cơ bản cho những người phải di rời do các cuộc tấn công của Israel. Trong tuyên bố trước thềm một hội nghị ở thủ đô Paris vào ngày 24 tháng 10, Bộ trưởng Nasser Yassin nhấn mạnh hiện quỹ hỗ trợ của chính phủ gồm nguồn tài chính huy động được từ cả các sáng kiến địa phương và viện trợ quốc tế chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu của khoảng 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và trú ẩn trong các tòa nhà công cộng hoặc với người thân. Những nhu cầu đó có khả năng sẽ tăng lên vì các đợt không kích hàng ngày đẩy nhiều người ra khỏi nhà hơn và khiến chính phủ Liban phải chật vật để tìm cách bố trí nơi ở cho họ. Theo thống kê của Bộ Y tế Liban, ít nhất 1.489 người đã thiệt mạng và hơn 1 triệu người đã phải di rời tại nước này kể từ khi Israel mở các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các mục tiêu Hezbollah ở Liban. Kính thưa quý vị, Israel cho biết thủ lĩnh tiềm năng của lực lượng Hezbollah, Hashem Safieddine, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công diễn ra hồi đầu tháng qua tại thủ đô Beirut của Liban. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 22 tháng 10 do địa phương xác nhận nhân vật Hashem Safieddine đã thiệt mạng trong cuộc không kích được thực hiện cách đây 3 tuần tại vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Vụ không kích nhắm đến trụ sở tình báo dưới lòng đất của Hezbollah. Theo lực lượng phòng vệ Israel, thời điểm đó có hơn 25 thành viên tình báo Hezbollah, bao gồm cả chỉ huy cấp cao, có mặt tại đây. Lực lượng phòng vệ Israel nghi ngờ rằng thủ lĩnh tiềm năng của Hezbollah đã thiệt mạng, song tuyên bố hôm 22 tháng 10 là lần đầu tiên phía Israel xác nhận thông tin này. Hiện, phong trào Hezbollah chưa có phản hồi ngay lập tức về tuyên bố của Israel. Ông Safieddine, 60 tuổi, là nhân vật tiềm năng nhất trở thành lãnh đạo tối cao của lực lượng Hezbollah sau khi thủ lĩnh Hassan Nasrallah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut vào rạng sáng ngày 28 tháng 9. Ông Safieddine là em họ của thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah và là một trong những nhân vật cấp cao nhất trong Hội đồng Shura, có quyền đưa ra quyết định then chốt đối với phong trào Hồi giáo Hezbollah. Với tư cách là người đứng đầu Hội đồng điều hành, ông Safieddine giám sát các vấn đề chính trị của Hezbollah. Khác với ông Nasrallah, người sống ẩn dật trong nhiều năm, ông Safieddine gần đây thường xuyên xuất hiện công khai tại các sự kiện chính trị và tôn giáo. Trước đó, theo CNN ngày 5 tháng 10, một nguồn tin an ninh của Liban cho biết lực lượng Hezbollah đã mất liên lạc với thủ lĩnh cấp cao Hashem Sharafeddini sau đợt công kích của Israel đêm ngày 3 tháng 10. Khi xảy ra vụ không kích của Israel, ông Sharafeddini đang trú ẩn ở một bong ke ngầm ở khu vực Dahiya, vùng ngoại ô thủ đô Beirut. Israel bắt đầu tiến hành những đợt tấn công lớn vào miền Nam và miền Đông Liban từ ngày 23 tháng 9 và liên tiếp thực hiện các chiến dịch không kích nhằm vào mục tiêu của Hezbollah tại Liban kể từ cuộc chiến năm 2006. Trong thời gian gần đây, Israel đã tăng cường chiến dịch quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng tài chính của Hezbollah tại Liban. Đáp lại, Hezbollah cũng là bắn hàng trăm tên lửa vào các mục tiêu ở Israel, trong đó có cả các mục tiêu ở trung tâm kinh tế Tel Aviv. Những diễn biến trên đang làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ lan rộng ra các nước trong khu vực. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết, chỉ huy đơn vị 4400 của Hezbollah bị tiêu diệt ở Syria là người chịu trách nhiệm chuyển tiền tài trợ nhóm này thông qua hoạt động bán dầu của Iran, danh tính người này không được tiết lộ, hãng AFP đưa tin. Ông Hagari cho biết đơn vị này trước đây do Mohammad Jaafar Qasir, còn được gọi là Sheikh Salah, chỉ huy. Ông cho biết thêm Sheikh Salah là người quản lý nguồn thu nhập chính của Hezbollah trong nhiều năm, cho đến khi chúng tôi loại bỏ người này trong một cuộc tấn công vào thủ đô Beirut vào đầu tháng 10. Như vậy là Israel thông báo đã hạ sát hai đời lãnh đạo tài chính của Hezbollah trong chưa đầy một tháng. Vào ngày 21 tháng 10, Bộ Quốc phòng Syria đã thông báo về cái chết của hai người này trong một cuộc không kích được cho là do Israel thực hiện nhằm vào một chiếc ô tô ở Damascus. Trong khi đó, Đài quan sát nhân quyền Syria đưa tin rằng đã có một cuộc không kích nhằm vào một người đàn ông không phải là người Syria đang lái xe ở khu vực diễn ra lễ tưởng niệm thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, người đã bị Israel hạ sát vào tuần trước tại Gaza. Đơn vị 4400 được giao nhiệm vụ vận chuyển dầu của Iran đến Syria, sau đó được bán ở Liban. Đơn vị này có giá trị hàng chục triệu đô la. Theo ông Hagari, Hezbollah chưa bình luận về thông tin bị mất lãnh đạo tài chính. Căng thẳng giữa Hezbollah và Israel liên tục leo thang trong thời gian qua. Trong những ngày gần đây, Tel Aviv đã tăng tốc các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống tài chính của Hezbollah. Sự việc diễn ra trùng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Trung Đông nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Gaza giữa Israel và Hezbollah. Tại đây, thì ông Blinken dự kiến hội đàm với lãnh đạo khu vực sau khi đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein hội đàm với quan chức Liban tại Beirut. Ngoại trưởng Blinken dự kiến thảo luận sự cần thiết của việc đạt được thỏa thuận ngoại giao cho cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah trên cơ sở Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, qua đó cho phép người dân hai bên đường ranh giới xanh trở về nhà an toàn. Israel những ngày qua đã tấn công vào các cơ sở tài chính nhằm triệt tiêu nguồn tiền tài trợ cho phong trào Hezbollah. Quân đội Israel ngày 20 tháng 10 đã không kích vào 3 chi nhánh của Hiệp hội Al-Quds Al-Hassan ở thành phố Beirut, cáo buộc tổ chức này tài trợ cho Hezbollah. Trong tối 21 tháng 10, Israel đã thực hiện hơn 10 cuộc không kích vào các khu vực ở thủ đô Beirut của Liban, gồm có Bệnh viện Đa khoa Shahen. Người phát ngôn Israel Hagari cáo buộc có bong ke của Hezbollah tại bệnh viện này, nơi đang cất giữ hàng triệu đô la tiền mặt và vàng. Ông Fadi Fadri Alam, một trong những giám đốc bệnh viện Shahen, khẳng định tuyên bố của quân đội Israel là vô căn cứ và chỉ nhằm biện minh cho hành động tấn công. Thưa quý vị, quân đội Israel thông báo tập kích hơn 20 mục tiêu cánh tài chính của Hezbollah, trong đó có một hầm chứa hàng chục triệu đô la Mỹ tiền mặt và vàng. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari thông báo ngày 21 tháng 10, không quân Israel đã tung loạt đòn tập kích chính xác vào các thành trì tài chính của Hezbollah. Một trong những mục tiêu chính là kho ngầm chứa hàng chục triệu đô la Mỹ tiền mặt và vàng. Số tiền này được dùng để tài trợ cho các cuộc tấn công của Hezbollah vào Israel. Ông Hagari không nêu rõ vị trí kho ngầm hay số tiền này đã bị phá hủy hay chưa. Phát ngôn viên IDF sau đó đề cập một bong ke ngầm khác chứa đầy tiền mặt và vàng ở dưới bệnh viện Shahen, khu vực Dahiya, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Theo chúng tôi ước tính, kho này có ít nhất nửa tỷ đô la Mỹ tiền mặt và vàng. Số tiền này có thể được sử dụng để tái thiết Liban. Ông Hagari nói thêm rằng IDF tuyên chiến với Hezbollah, không phải với người dân Liban, nên sẽ không tập kích vào bệnh viện. Không quân Israel đang theo dõi mục tiêu này. Fadi Alame, giám đốc bệnh viện Shahen, bác bỏ cáo buộc. Ông cho biết các nhân viên y tế tại khoa cấp cứu, bộ phận duy nhất còn hoạt động ở bệnh viện, đang được sơ tán. Alame cũng sẵn sàng để quân đội Liban hoặc các bên quan sát khác đến bệnh viện kiểm tra để chứng minh thông tin của Tel Aviv là sai. Xung đột Israel-Hezbollah bùng phát Ngay sau khi Israel mở chiến dịch nhằm vào Hamas ở dải Gaza tháng 10 năm 2023, nhóm vũ trang ở Liban tuyên bố chỉ dừng tập kích Israel nếu có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Israel gần đây gia tăng sức ép lên Hezbollah đã hạ sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah cùng nhiều chỉ huy cấp cao của nhóm cuối tháng 9. IDF ngày 20 tháng 10 tiếp tục tập kích hàng loạt mục tiêu ở Liban, trong đó có các văn phòng của tổ chức tài chính Al-Qaeda Al-Hassan, cáo buộc họ tài trợ hoạt động của Hezbollah. Ông Hagari thông báo IDF ngày 21 tháng 10 tập kích hạ chỉ huy đơn vị 4.400 của Hezbollah ở Syria. Đây là cánh tài chính của Hezbollah, chịu trách nhiệm chuyển tiền từ Iran cho nhóm vũ trang. IDF không nêu tên mục tiêu, chỉ cho biết người này mới đảm nhiệm vị trí chỉ huy vài tuần, sau khi người tiền nhiệm Mohammad Jaafar Qasir bị hạ sát trong đợt tập kích gần Beirut hồi đầu tháng 10. Thưa quý vị, mới đây sau ít ngày tiến hành tấn công cầm chừng, phong trào Hezbollah ở Liban đang đẩy mạnh các cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn vào Israel, phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chiến đấu chống lại lực lượng chiếm đóng. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết ngày 20 tháng 10, nhóm vũ trang Liban phóng hơn 200 quả tên lửa tấn công khu vực phía bắc Israel, là ngày Hezbollah tập kích tên lửa dữ dội nhất vào Israel trong hơn một tuần qua. Đợt bắn phá ác liệt nhất diễn ra vào hồi trưa với khoảng 70 quả tên lửa tấn công khu vực Tây và Thượng Galilee. Trước và sau đợt tập kích này, Hezbollah tiến hành nhiều cuộc bắn phá quy mô lớn nhỏ vào Galilee, thung lũng Jeri, thành phố cảng Haifa và một khu vực khác ở phía bắc Israel. Các cuộc tấn công của Hezbollah không gây thương vong, song làm bùng phát một số đám cháy lớn cùng một số thiệt hại khá nghiêm trọng. Về phần mình, Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa phóng loạt vào một căn cứ của quân đội Israel ở phía đông của thành phố Safed. Hezbollah khẳng định cuộc tấn công nhằm bảo vệ Liban, đồng thời đáp trả các cuộc đánh phá của lực lượng phòng vệ Israel nhằm vào các ngôi nhà và làng mạc của người Liban. Ở chiều ngược lại, không quân Israel mời nhiều đợt oanh tạc dữ dội vào các mục tiêu Hezbollah ở cả thung lũng Bekaa, ngoại ô thủ đô Beirut và phía nam Liban. Theo truyền thông Israel, quân đội nước này đã yêu cầu dân cư tại ít nhất 22 khu vực ở Liban phải di rời để tránh bị tổn hại bởi các cuộc không kích. Trong khi đó, một nguồn tin Liban đêm qua cho biết máy bay chiến đấu Israel đã tập kích một vị trí gần sân bay quốc tế Beirut, cảng hàng không duy nhất còn hoạt động tại Liban, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sân bay Beirut phải đóng cửa, đồng nghĩa với hoạt động hàng không tại Liban lâm vào tình trạng tê liệt hoàn toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.